chắc chắn là phải 10 giờ rồi anh, chứ ai mà 7 giờ đi ngủ đâu phải gà đâu. B đúng không anh? B. B. Dạ. Ủa gì anh? A là 10 giờ, B là 7 giờ. Lộn. Trời ơi, chết rồi. A. Rồi. 10 giờ. A là 10 giờ. Khi hoa 10 giờ. Chứ đâu như bây giờ. Vậy là em biết là tại sao mà lâu nay em không nằm mơ thấy tiên rồi. Tại sao? Em ngủ trễ. Đúng. Em chưa giờ em ngủ 7 giờ cả. Vậy em nằm mơ thấy gì? Thấy bé Tuyền. Ok. Và với đáp án chưa chính xác, sói có 20 điểm. Chúc mừng. Yeah. Và bây giờ sẽ là video clip cuối cùng dành cho các bạn. Xin mời. Bên con sông đưa khách chiếc đò này vắng người xưa. Nghe xa xa tiếng hát thoang buồn vây quanh líp dừa. Ngày nào mình còn ngây thơ, tình học trò đẹp như mơ. Ban chiều là biểu tượng tuyệt vời nên yêu. Có cái đoạn mà nó hơi quẹo quẹo đó đó. Trong bài Ngợi ca quê hương, cái từ còn thiếu trong đoạn nhạc trên do ca sĩ Phi Nhung trình bày là gì? A. Khói lam, B. Khói tranh. Nhưng mà bây giờ là anh không cần biết đáp án là gì. Trời ơi, anh muốn tìm con sói nè. Gì anh? Thử anh đi. Anh trả thù cho Tuyền. Đúng rồi. Giỡn sói đây là anh. Đúng rồi đó anh. Lâu lâu mới được thể hiện được cái tính đàn ông của mình. Ủa vậy là hồi xưa giờ không ai không ai biết anh đàn ông luôn hả? Bây giờ em phải tìm con sói. Ok, đây. Mình muốn hoạt động đó luôn anh. Sói thắng, chúc mừng. Công chúa, ra công chúa. Con sói này ôm nó đã quá. Cái gì vậy? Thôi, rồi xong. Xong nắm đầu con sói vậy thôi. Công chúa giải cứu con sói. Đáp án chính xác của chương trình đó chính là khói lam. Có nhạc không? Không có nhạc luôn, vỗ tay. Ngày nào mình còn ngây thơ, tình học trò đẹp như mơ. Ôi khói lam ban chiều là biểu tượng tuyệt vời mến yêu. Thử ha. Ok. Cấp cấp cấp. Để ý kỹ lắm, cái đoạn đó không phải là sói vật được con mồi đâu, mà con mồi vô tình té ngã vì cái số lượng cân nặng nó lớn quá cho sói đã trượt chân té ngã theo. Tính vật nó. Ừ, nhưng mà mình té. Nhưng mà mình té. Rồi mời sói vô, có 20 điểm rồi. Vô. 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 Trời. À. Bình ơi, xin hãy phù hộ cho con. A hay B đây? Đó là công chúa hay sói? Bé ơi, đây là phù thủy nha. Công chúa nữa. Rồi, công chúa đã xuất hiện. Có 20 điểm nha cho đội Dung Dăng Dung Dẻ. Chúc mừng.